Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh bài 24 mô tả đồ vật phần 4. Học từ vựng tiếng Anh bài 24 mô tả đồ vật mô tả đồ vật phần 4. Số 1 là useless là vô ích. Useless là vô ích. Số 2 là wood smelling, mùi thơm. Wood smelling là mùi thơm. Số 3 là cheap rẻ. Số 4 là dear là đắt đỏ. Dear là đắt đỏ. Số 5 là expensive là đắt. Số 6 là viết là vĩ đại. Viết là vĩ đại. Số 7 là heavy là nặng. Số 8 là lai là nhẹ. Số 9 là show là chậm. Số 10 là quick là nhanh. Viết là nhanh. Viết là nhanh. 11 là light là sáng màu sắc. 12 là đắt là tối. 13 là worn out là đã hư hỏng. Worn out đã hư hỏng. 14 là sáp là sắc bén.
sáp là sắc bén. Sáp là sắc bén. 15. 15 là linh, bên là không sắc. Linh là không sắc. 16. 16 là bôi tịt. Bôi tịt là nhọn. Bôi tịt là nhọn. 16 là vô ít. Wood melon, wood melon là mùi thơm. Chip là rẻ. Deer là đắt đỏ. Expensive là đắt. Đắt là mắc. Fish là vĩ đại. Heavy là nặng. Light là nhẹ. Slow là chậm. Wit là nhanh. Light là sáng màu sắc. Đắt là tối. Worn out là đã hư hỏng. Sáp là sắc bén. Linh là không sắc. Pointed là nhọn. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh bài 24 mô tả đồ vật phần 4.